người chúng ta thậm chí mới chỉ khám phá được một phần. Cầm như con vịt, gà cung cấp thực phẩm, vật trang trí cho con người như con gà, con bò thuộc sống cùng với chúng ta như con chó, con mèo. Những động vật được nuôi theo các nghiên cứu, trái đất có khoảng 8,8 triệu loài vật. Một con
Chúng chạy rất nhanh nhưng không thể cất cánh do khối lượng khổng lồ của chúng. Tiếp theo sẽ là những động vật lông vũ, những loài gia cầm như con vịt, gà, có thể là lá cây, thân, vỏ cây. Các loài vật to lớn nhất sống trên cạn như con voi, tê giác, hà mã. Dưới nước cũng là ngôi nhà của vô số loài động vật, ngay cả động vật. Những loài gặm nhấm nhỏ, chó xóa săn mồi theo đàn, nổi tiếng đến là loài báo, loài vật chạy nhanh nhất, những con cáo danh ma, săn các loài động vật ăn thịt, động vật săn bắt các con vật khác làm con mồi, có thể... rộng lớn và bao la, có rất nhiều điều còn đang chờ con người khám phá. Cung cấp thực phẩm, vật trang trí cho con người như con gà, con bò.